Thần Đồng Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1272. Trong kỳ thi năm Giáp Thìn năm 1304, Mạc Đĩnh Chi thi đỗ hội nguyên, sau đó thi đỉnh đỗ trạng nguyên khi mới chỉ 24 tuổi. Ông ra làm quan, trải qua ba triều vua, gồm Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và Trần Hiến Tông. Ông được vua Trần tin dùng, thăng đến chức đại liêu ban tả bộc xạ. Ông hai lần được cử sang phương Bắc vào các năm 1308 và năm 1322. Ngay trong chuyến đi đầu tiên, ông đã chứng minh tài năng, quốc cách của người Việt, buộc vua Nguyên phải phong mình làm trạng nguyên Bắc Triều. Bên cạnh đức hiếu học, nét đáng quý ở Mạc Đĩnh Chi là ông luôn giữ được bản tính thật thà, cương trực, thẳng thắn, hết lòng vì nước, vì dân. Ông được phong là lưỡng quốc trạng nguyên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!